kiểu bài nghị luận xã hội luôn là kiểu bài quan trọng, xuất hiện trong tất cả các đề thi của các kỳ thi lớn như thi học kỳ, thi vào 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cuốn sổ tay này dành cho lớp mấy? Đây là cuốn sổ đa di năng, áp dụng cho mọi khối lớp, bởi những kiến thức trong sổ cần thiết mà bất kỳ bài nghị luận nào cũng cần có. Trong sổ tay này có gì? Sổ cung cấp cho em tới 164 công thức viết cho tất cả các phần của bài nghị luận xã hội như mở bài, thân bài và kết bài. Trong phần thân bài cũng được chia ra thành nhiều công thức nhỏ, tương ứng với các phần trong cấu trúc bài làm của các em. Ví dụ như công thức giải thích, công thức thực trạng biểu hiện, công thức nguyên nhân, công thức ý nghĩa hậu quả, công thức giải pháp, công thức liên hệ bản thân, công thức phê phán, công thức phản đề lật lại vấn đề, công thức nêu bằng chứng. Và cả những phần diễn đạt như chuyển đoạn, đưa hình ảnh vào bài nghị luận xã hội một cách rõ ràng, logic và thuyết phục nhất. Điểm đặc biệt của cuốn sổ là mỗi công thức đều được minh họa bằng ví dụ cụ thể, giúp em dễ dàng hiểu và áp dụng vào bài viết của mình. Nhờ vậy, em không chỉ tự tin hơn trong việc xây dựng một bài nghị luận xã hội hoàn chỉnh, mà còn có thể vận dụng linh hoạt cho tất cả các đề bài khác nhau. Đây có lẽ là người bạn đồng hành lý tưởng, giúp em nắm vững phương pháp và tiết kiệm thời gian trong quá trình học tập. Ngoài ra, cuốn sổ còn dành cho những trang trống ở phía sau để em có thể tự bổ sung thêm các công thức riêng, điều chỉnh và phát triển theo phong cách viết cá nhân của mình. Điều này không chỉ giúp cho em cải thiện kỹ năng viết, mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tư duy linh hoạt trong việc tiếp cận các đề tài nghị luận xã hội. Tại sao cuốn sổ này lại tiện ích đến vậy? Ưu điểm của cuốn sổ tay nằm ở sự nhỏ gọn và tiện lợi. Sổ chỉ nhỏ bằng bàn tay giúp em dễ dàng bỏ túi, mang theo bất kỳ đâu. Những công thức và ví dụ minh họa trong cuốn sổ cũng có dung lượng vừa đủ, không quá dài, nên em không cần lo về việc khó ghi nhớ và áp dụng. Link đăng ký mua sổ tay chị để ở phần mô tả nhé. Có bất kỳ câu hỏi nào về cuốn sổ xinh này thì đặt phía dưới bình luận để chị giải đáp nha.